Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Today. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn món thịt bò sốt vang, là món ăn rất hợp với mùa thu đông nhé. Mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây là phần nguyên liệu chúng ta cần phải chuẩn bị. Thịt bò, loại thịt bắp hoặc thịt bò nhiều gân 1 cân. Khoai tây 500 g, cà rốt 400 g, hành tây 1 củ to, 3 nhánh tỏi, quế, thảo quả, hồi, mỗi thứ một chút, 25 g gừng tươi, 5 g rau mùi tươi, cà chua 500 g, hành tươi, bột gia vị hải hà, hạt tiêu xay đã đập dập, hạt nêm, nước mắm, rượu vang đỏ, đường, nước hàng và màu hạt điều. Bây giờ chúng ta vào bếp đun nồi nước sôi, cho vào đó 1 thìa muối. Khi nước sôi, chúng ta đổ thịt bò vào để rửa trần thịt bò. Đảo nhẹ một chút lên. Khi nước sôi trở lại, ta đổ thịt bò ra ngay và mang đi ướp. Ta ướp 1 thìa canh gia vị hải hà. Thì canh hạt nêm. Một thìa canh đường. Hai thìa canh nước mắm.
một thìa cà phê tiêu đậm đặc. Một nửa chỗ gừng đã thái và một nửa chỗ hành. Cho thêm vào 2 thìa dầu ăn. Một thìa màu hạt điều. Một thìa nước hàng. Và 50ml rượu đỏ. Rượu vang đỏ. Đảo đều lên để ướp trong vòng 1 giờ. Thời gian ướp là 1 giờ. Bây giờ ta đi chuẩn bị những phần còn lại. Khoai tây gọt, vỏ, rồi cà rốt, cà chua, tỏi. Trong khi ướp thì mình đi chuẩn bị cái phần rau. Mình ở đây cà chua thái băng nhỏ, hành và mùi cũng thái nhỏ, cận hành mình cắt xúc, cắt khúc ra. Hồi quế thì đem đi rang, hồi quế và thảo quả đem đi rang. Đây có phần tỏi mình băm nhỏ, mình để lẫn với gừng và chút hành. Về đây phần này nữa là những cái cận của hành đấy, mình thái nhỏ cùng với một ít cà rốt nhỏ để mình tạo được cái màu của đồ ăn. Khoai tây và cà rốt cũng thái miếng. Bây giờ chúng ta sau khi ướp thịt được 1 tiếng, chúng ta vào nấu nhé. Tôi cho vào đây một chút dầu. Cho vào nồi một ít dầu. Khi dầu nóng ta cho hành, tỏi, gừng vào thơm thơm. Đổ nốt cái chỗ rượu vang vào cho nó đừng. Cho cà chua đã băm nhỏ vào. Thịt đã được ướp gia vị vào. Ta xào ở lửa to.
cho vào đây cà rốt đã được thái nhỏ để cà màu. Hồi quế đã nướng và được rửa sạch, cho vào luôn. Đổ thêm một chút nước cho nó xâm xấp thịt bò. Ta đẩy nắp nồi vào và ninh đun. Đây là nồi áp suất. Đun trong vòng 15 phút các bạn nhé. Nhiệt độ đủ, ta hạ lửa về số 2 là số nhỏ. Đúng. 15 phút đã qua. Chúng ta tắt luôn bếp. Và để trên bếp 5 phút nữa. Hơi đã xí hết nha. Nhìn vào nồi đi. Cho khoai tây vào. Đun tiếp 4 phút nữa. Các bạn lưu ý khi mà nồi áp suất đủ nhiệt độ, tức là hơi nó phì lên ấy, thì chúng ta về ngay số nhỏ. Đấy, mình đã về số 2 rồi đấy. Bây giờ mình đã cho cà rốt vào rồi. Trông rất ngon, sánh. Và đun trong vòng 5 phút nữa là bỏ ra luôn. Không cần đẩy nữa. Rồi. Cho
Chúng ta gắp hết những gừng, hồi, quế với thảo quả ra. Trông màu rất là đẹp. Món ăn của chúng ta đã xong rồi đấy. Các bạn nhìn xem, nước màu rất đẹp. Sánh, thơm. Mình múc ra bát, các bạn hãy nhìn xem có hấp dẫn không nhá. Rắc hành và muối lên. Món này ăn cùng với bánh mì, phở, bún và cơm đều hợp, rất là ngon. Thế là mình đã hoàn thành xong món thịt bò sốt vang, chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn ngon miệng nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.